Your English is very good. I can speak it a little. Yes. Yeah. What's your name? My name is Lan. 72 years. 72? Yeah, old quá mẹ mà. Cụ bà bán vé số bắn tiếng Anh như gió khiến nhiều bạn trẻ phải ngã mũ thán phục. Mới đây xuất hiện một đoạn clip về một vị chân nhân bất lộ tướng chỉ bán vé số dạo kiếm chút tiền đắp đổi qua ngày. Thế nhưng khi du khách Tây có hứng thú nói với cô đôi ba câu tiếng Anh xã giao thì cô cũng không ngần ngại sổ lại một tràng sinh ngữ coi như là đáp lễ. Không những trôi chảy mà cô còn vui vẻ và vô cùng tự tin trong lúc giao tiếp với anh thanh niên người nước ngoài. You are from here? My house, Hiệp Trường. Hiệp Trường. Yeah. Wow. Very nice. Now, our government works somewhere. Yes. I sell a car. Uh-huh. Wow. Tiếng Anh giỏi quá. Now I forget about English. Wow. Con nhiều lắm. Before I go to school, yes. I learn English. Now I know. Wow. Cũng đi học đấy em. Được mới mà học tiếng Anh đấy. Học mà giờ vẫn nhớ giỏi ghê. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Bên cạnh đó cũng hết sức tự hào vì ở Việt Nam, đi đâu cũng có nhân tài ẩn mình như ngọa hổ tàng long. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại. Gần nhà mình có một bà cụ biết cả tiếng Anh, tiếng Pháp. Tôi đoán ông kia mà bắn tiếng Pháp là cụ cũng chơi tới bến luôn. Nghe giọng có thấy cụ biết nói tiếng Pháp luôn hay sao á? Bà ngoại tôi hơn 80 tuổi còn nói tiếng Anh giỏi hơn mẹ tôi nữa. Bao nhiêu năm vẫn không quên. Một mình bà ngoại tôi đi qua Úc chơi mà vẫn vô tư luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.